Thi tốt nha, thì mà giờ này mới đi thi vậy, chúc em thi tốt nhá. Hoàng Hải, này có đánh tim không anh em chơi với? Ê đơn thôi Hoàng Hải ơi. Bảo em, bét lắc Việt Nam, mặt cười tít mắt. Bét lắc Việt Nam. Bét nát trong lòng người hâm mộ thôi. Nè bé thơ, em thích skin thứ nguyên. Anh em thích là được. Mình Tiến, muốn nắp sao vì dây anh. Hoàng Nguyên Anh Đức, anh có lôi quang sứ không anh? À này không có em ơi. Yếu kìa. Trần Việt, thấy siêu Việt múa mượt nhất à anh? Nó có hiệu ứng biến về ngầu thêm anh. Má nó có ai dài đầu mà băng trụ ngáo vai chưa? Ui dồi ôi. Rồi này. Ta ghê quá, ta ghê quá. Bạn chỉ bằng ngọc tí tôi chưa biết à? Ngọc đỏ 10 viên tỷ lệ chi mạng 1.6, ngọc tím 10 viên hút mạng 1.6, ngọc xanh 10 viên cộng với liên giáp 6.4 nhá. Luka nó xuống đây nó bay. Mình trên GG, chơi Aya thì lên giải choáng kiểu gì anh em toàn cầm bậc phá DKS. Anh không cha Maya cũng không biết lắm em. Lên YouTube ấy, lên mạng người ta chỉ nhiều mà. Mẹo chơi con này con kia người ta chỉ nhiều lắm em ơi. Chơi na thì hỏi anh chứ còn chơi Aya thì... Đọc định lý Baitago đi anh. Anh cũng chịu. Đổi đổi của Lưu An nhé. Má nó thiệt cho định lý Vitago lâu lắm anh không đọc và cũng không nhớ. Trời xưa anh học giỏi toán ấy, đừng đùa. Bùi Công Minh, nắp vệ thần tầm bao tiền vậy anh để em cậy kết? Tầm 2 triệu rưỡi nha. Nhảy vô là phải nhảy ra liền để cho con kia nó không ulti đu vào người mình được anh em ạ. Giá vờ la vô là nó chạy lên là mình đấm nó này. Chàng Thu Hiền, hello anh. Nó Thu Hiền nha. Thôi khó quá anh em ạ. Ô cấp bùa